Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Lâu lâu rồi mình mới lại có hứng thú với một cái bàn phím như thế này. Đây là Keychron K4. Keychron thì nói chung là Keychron K4. Thế tiếp theo của K1, K2 thứ. Thì cái bàn phím này nó thực sự là nó hướng đến cho cái nhu cầu công việc rất là nhiều. Nó là bàn phím cơ, nó vừa đẹp vừa nhiều tính năng, có thể hỗ trợ được rất nhiều nền tảng khác nhau. Và quan trọng hơn cả là nó thực sự hữu ích đối với cái nhu cầu làm việc của bản thân mình, cũng như mình tin là đối với rất nhiều những người khác. Tại vì với những cái bàn phím thông thường theo những cái layout kiểu 60%, 68 phím, rồi là có thể là TKL, thì thông thường nó sẽ bị cắt bỏ đi cái bàn phím số để khiến cho cái thiết kế nó trở nên gọn gàng hơn, và cũng như là các bạn để trên bàn thì nó đỡ tốn diện tích hơn. Thế nhưng đối với những người mà vừa muốn bàn phím nó phải gọn, vừa muốn bàn phím nó phải tối giản nhất có thể, lại vừa muốn có cho mình cái bàn phím số thì làm sao? Đấy, khó đúng không? Thế thì đây là sự lựa chọn thực sự của bạn. Đây là cái bàn phím với layout 96%. Đó, nếu như các bạn nhìn những cái bàn phím thông thường, chúng ta sẽ có những khoảng rãnh giữa cái hàng phím FN và phím 1, sẽ có những khoảng riêng biệt cho phím di chuyển, rồi là phím chức năng như là insert, den, home rồi end các thứ. Và bây giờ không, nó gộp lại hết các bạn ạ, không có bất cứ một cái điểm nào gọi là hở trống ra ở đây. Thế nên chúng ta sẽ có một cái form nhẹ nhàng hơn, nó gọn hơn, mà cũng như là để trên bàn thì cũng đẹp hơn, đồng bộ hơn. Ok, thế thì nó cụ thể sẽ mang lại trải nghiệm như thế nào? Thì cái bàn phím này của mình ở đây đang sử dụng cái phiên bản là có cái Switch Gatron phiên bản Yellow. Thì nó cũng gần giống như cái Cherry MX Silent, tức là siêu yên tĩnh luôn. Nó không có khớp gì cả và nó cũng khá là nhẹ, thì giúp các bạn có thể lướt trên bàn phím một cách tốt hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những phiên bản Switch mới như là Switch Quang Học, thì nó sẽ xịn xò hơn một chút xíu. Nhưng mà cái đấy thì thôi bỏ qua, mình có cái gì thì mình cứ review cái đấy. Mình sẽ chia sẻ những cảm nhận của cái bản mà mình đang sử dụng nhá. Thì cái phiên bản này của mình đang sử dụng đấy là case nhôm, cực kỳ chắc chắn, cực kỳ cứng luôn. Và nhìn nó da rẻ, vẻ gì đó rất là make, kiểu bàn phím cơ kiểu rất là da gì này nọ. Chưa kể nữa nó sẽ có đèn LED RGB mang đến cho các bạn về cái khả năng tùy biến về màu sắc, nhưng là tạo ra những hiệu ứng rất tốt để mà khiến cho các bạn có những cái trải nghiệm thú vị hơn. Và nói về những cái hiệu ứng LED này thì các bạn có thể tùy biến rất dễ dàng thông qua một cái nút bấm để mà chúng ta có thể tùy chỉnh. Thế nhưng mà có một cái điểm mà mình chưa thực sự hài lòng cho lắm, chính là cái độ sáng của cái đèn LED này nó vẫn không thực sự là quá tốt. Cơ bản là mình quay ở đây thì các bạn sẽ hơi khó nhìn, nhưng mà nếu như các bạn mà sử dụng trong những cái môi trường thiếu sáng nhẹ một chút xíu, hoặc là ngồi làm việc văn phòng bình thường ạ, thì thấy nói chung là cũng đủ. Nó vừa đủ đẹp, không khiến cho các bạn bị phân tâm quá nhiều. Nhưng nếu các bạn muốn cái kiểu LED nó phải sập sình nhìn mướt mướt các thứ thì cái này chưa đủ đô các bạn ạ. Tại vì dẫu sao nó làm gì có cái không gian để mà nó tỏa ánh sáng lên được, đúng không? Thu lại tất cả mọi thứ để mà khiến cho các bạn kiếm nó trở nên gọn gàng hơn. Rồi chúng ta sẽ có một vài những chức năng khác, ví dụ như là pin có dung lượng lên tới là 4000 mAh, sử dụng liên tục có thể lên tới trong khoảng 3 tuần, và nếu như các bạn mà tắt cái LED RGB này đi nữa thì nó sẽ còn trâu hơn nhiều nữa cơ. Tại vì một trong những cái thành phần tốn pin nhất thì nó là LED RGB rồi mà, nên là tắt đi thì nó sẽ còn cực kỳ trâu bò. Ngoài ra thì nó có thể kết nối đến cả Windows, kết nối đến cả macOS, thế nên các bạn có thể sử dụng với bất cứ cái máy tính nào các bạn muốn, kể cả là Linux cũng ok, hay thậm chí kết nối đến máy điện thoại thì kể cả là Android như thế này cũng ok. Miễn sao là các bạn chỉ cần bật chế độ Bluetooth đến rồi kết nối thì chúng ta có thể sử dụng một cách bình thường. iPad các thứ cũng chiến được hết. Nói chung đây là một cái bàn phím đa nền tảng để bất cứ thiết bị nào các bạn đều có thể sử dụng được. Ngoài ra nếu như các bạn thích thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái cổng USB Type-C thông qua một cái sợi cáp được tặng kèm bên trong này, để chúng ta có thể sử dụng cái bàn phím này kết nối trực tiếp đến máy tính cũng ok. Nếu như các bạn muốn cho cái phản hồi của bàn phím trở nên tốt hơn và không hề có bất cứ một cái độ trễ nào trong quá trình mà các bạn sử dụng. Nói chung thì những cái tính năng và những cái trải nghiệm cơ bản thì nó có rất nhiều thứ để nói đến, và bản thân mình đánh giá là thú vị. Nhưng cái quan trọng nhất của một cái bàn phím cơ thì đấy là cái cảm giác gõ thì nó có tốt hay là không. Đây là Gatron Zero, tức là nó cực kỳ nhẹ, nó không có khớp, và cái phản hồi khi mà các bạn gõ trên bàn phím này chúng ta sẽ mang hơi hướng đấy, hơi bị lướt nhẹ, tức là nó sẽ giúp cho các bạn gõ cực kỳ nhanh. Ngoài ra thì chắc chắn các bạn sẽ có những cái phiên bản phổ thông khác nữa, ví dụ như Bluetooth để mà nghe clicky cho sướng này, Redwood để mà cho nó nhẹ ở mức đỡ đỡ hơn tí, cái hành trình phím vẫn sâu hơn một chút xíu, cũng như là cái lực ấn nó cũng sẽ nặng hơn một chút. Hay là chúng ta cũng sẽ có Bluetooth để mà giảm bớt đi tiếng clicky nhưng vẫn có cái tactile để giúp các bạn có một cái cảm nhận khi mà gõ phím một cách tốt hơn. Nói chung là chúng ta sẽ có đầy đủ những cái phiên bản thông thường. Hơi tiếc không có cái phiên bản Blacksquick, tại vì Gatron Black là một trong những cái black đáng dùng nhất đấy các bạn ạ. Thì cái trải nghiệm gõ của mình thì ổn. Thứ nhất
đây là cái form bàn phím này của chúng ta rất là cơ bản và nó sẽ hơi nhô cao lên, thế nên là khi mà các bạn gõ thì cái tay của chúng ta sẽ có cái cảm giác hơi cong. Thế nhưng nếu như các bạn muốn có một cái trải nghiệm thoải mái hơn thì chúng ta có thể thừa sức mua cho mình một cái kê tay, nó sẽ trở nên thoải mái dễ chịu hơn. Ngoài ra thì với cái nút kê ở phía bên dưới này thì nó cũng sẽ giúp cho cái bàn phím nâng cao thêm một góc để giúp cho cái thao tác tay của chúng ta trở nên dễ dàng và dễ chịu hơn. Cơ bản là cái trải nghiệm gõ mình đánh giá khá ổn với cái mức giá mình phải bỏ ra cho bàn phím này, kèm theo với rất nhiều tính năng như mình vừa nói, chỉ là 2 triệu cho phiên bản mock option này, tức là case nhôm này, led RGB và switch, đấy là Gatron phiên bản yellow. Còn đương nhiên với những cái phiên bản ví dụ như case nhựa này không có led, led đơn thì chắc chắn mức giá còn sẽ rẻ hơn nhiều nữa cơ. Các bạn có thể tham khảo tại Silicon Z, link sẽ ở phía bên dưới phần mô tả video nhé. Chỉ hơi đáng tiếc nhỏ một điều, đấy là cái bàn phím này thì nó sử dụng cái keycap kèm theo sẵn có là ABS. Thế nhưng mà nó cũng không phải là một cái vấn đề quá lớn đối với bản thân mình, tại vì là cái vấn đề mic màu á, là một trong những thứ mà rất nhiều anh em chơi keycap á, thì Keytron đã mic sẵn cho các bạn rồi. Chúng ta có màu xám này, chúng ta có màu nâu này, hay là những cái phím chức năng option thì chúng ta có thể tùy biến sang phím màu cam các kiểu như vậy. Nói chung là riêng cái gọi là cái keycap stock thì cái bàn phím này cũng đã khá đẹp đối với bản thân mình rồi. Ở đây là mình lựa chọn cái phiên bản dành cho macOS, thế nhưng mà bên trong cái hộp này các bạn cũng sẽ được tặng những cái keycap để chúng ta có thể chuyển sang cái layout của bàn phím Windows, giúp các bạn có thể sử dụng một cách bình thường và trơn tru hết tất cả mọi thứ. Có một cái nữa mà mình cũng thực sự rất là thích trên cái bàn phím này, đó chính là khi mà các bạn không sử dụng trong một khoảng thời gian thì nó sẽ tự động ngắt pin đi, tức là nó sẽ tự động tạm kiểu standby nó đi, không tắt hẳn mà chỉ chuyển sang standby để mà nó tiết kiệm pin hơn. Sau đó nếu như chúng ta muốn mở lại thì các bạn sẽ chỉ cần bấm vào một cái nút bất kỳ trên cái bàn phím này là ngay lập tức nó sẽ bật lại, kết nối đến máy tính và các bạn tiếp tục công việc. Nó không giống như nhiều những cái mẫu bàn phím trên thị trường mà bắt buộc các bạn phải bật lại bằng một cái nút cứng nào đó, hoặc là bắt buộc các bạn phải kích hoạt lại bằng một cách nào đó. Cái này thì không cần, cực kỳ đơn giản luôn. Và chúng ta cũng có thể sử dụng cái phím FN, lựa chọn 1, 2, 3 để mà kết nối tới 3 thiết bị Bluetooth khác nhau, thậm chí là chuyển qua chuyển lại cực kỳ dễ dàng chỉ bằng một vài những nút ấn mà thôi. Tức là nếu như chúng ta sử dụng cái này với nhiều thiết bị, ví dụ các bạn vừa sử dụng laptop, các bạn vừa sử dụng máy tính bàn, rồi các bạn vừa sử dụng máy tính bảng chẳng hạn, thì nó thực sự là một cái gì đấy hữu ích dành cho những công việc hàng ngày của bạn. Rồi, sang tiện luôn thì cũng cho anh em nghe một chút về cái âm thanh khi gõ phím nha. Đấy. Và các bạn nghĩ sao về cái âm thanh khi mà gõ phím này mình phang trên cái bàn phím Keytron K4 này? Thực sự mà nói thì cái keycap khá là chắc chắn, cái build của bàn phím này thực sự rất là cứng cáp, nói chung là ổn. Tầm 2 triệu thì cũng không có điều gì để phàn nàn quá nhiều với rất nhiều tính năng mà mình vừa nói đến. Vậy thì các bạn nghĩ sao về mẫu bàn phím này, về cái Keytron K4 này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Đừng quên là mức giá cho phiên bản cao cấp nhất nó chỉ vào khoảng tầm 2 triệu mà thôi, chưa đến 2 triệu mà thôi, và nó sẽ được mở bán bắt đầu từ ngày 5 tháng 12 trên siliconz.vn. Link sẽ ở phía bên dưới phần mô tả video, mình sẽ ghim comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Và đừng quên nhập mã Tony Phùng để được giảm thêm 100k nữa nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.